Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn móc những chiếc lơ xinh xắn như thế này. Và mình sẽ dùng que móc số 4. Để bắt đầu thì mình sẽ nối lên 4 mũi móc xích. Một mũi, hai mũi, ba mũi, bốn mũi. Sau đó sẽ nối vào chân của mũi móc đầu tiên. Để bắt đầu phần cánh lơ thứ nhất thì mình sẽ lấy lên 5 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5. Và trong phần cánh lơ thứ nhất này thì mình sẽ móc 5 mũi móc kẹp 3. Các bạn quấn lên 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Sau đó sẽ chọc vào tâm của vòng tròn. Rút lên lần 1. Rút lên lần thứ 2, rút lên lần thứ 3, rút lên lần thứ 4. Mỗi một lần rút thì các bạn sẽ rút 2 sợi len. Tiếp tục như vậy đến mũi thứ 2. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Rút lần thứ nhất, rút lần thứ 2, rút lần thứ 3, rút lần thứ 4. Ở các mũi tiếp theo các bạn cũng sẽ làm giống như vậy. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Sau đó sẽ rút lên 2, rút lên lần 3, lần 4. Vậy là mình đã có 3 mũi móc kép 3. Sẽ móc thêm 2 mũi nữa. Sau đó sẽ làm giống như vậy. Rút lên lần 1, lần 2, lần 3, lần 4. Để đóng cánh lơ thứ nhất thì mình sẽ móc lên 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5. Và đóng bằng cách là các bạn sẽ nối vào chân bằng một mũi móc rời. Vậy là mình đã hoàn thành một phần của chiếc lơ. Đến phần thứ hai các bạn cũng sẽ làm giống như vậy. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó sẽ là 5 mũi móc kép 3. Các bạn quấn 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Sau đó sẽ rút 2 sợi thứ nhất. Rút lần thứ 2, rút lần thứ 3, rút lần thứ 4. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Sau đó sẽ làm giống như mũi kép trước. Các bạn cũng sẽ rút 3, 4 lần. Vậy là đã được 2 mũi kép. 1, 2, 3. 1 vòng, 2 vòng, 3, 4 lượt. Các bạn sẽ rút 4 lượt. Và mình đã có 3 mũi móc kép. Giờ mình sẽ móc thêm 2 mũi nữa. 1, 2, 3. Và mình sẽ móc thêm 1 mũi móc kép nữa. Vậy là mình đã được 5 mũi móc kép 3. Mình sẽ lấy lên 5 mũi móc xích. 3 mũi, 4 mũi, 5 mũi. Và mình sẽ đóng cánh lơ thứ 2 vào. Vậy là mình đã hoàn thành chiếc lơ. Sau đó thì mình sẽ cắt. Các
các bạn sẽ rút thêm một mũi móc nữa để cho mình sẽ thắt nút mũi móc vào. Và đây các bạn sẽ quấn sau đó thì mình sẽ giấu mũi len thừa vào đằng sau. Vậy là mình đã hoàn thành chiếc lơ. Chúc các bạn thành công!